Xin chào quý vị các bạn, và hôm nay bây giờ mình sẽ cùng nhau đi cài đặt chiếc camera S41 FFP, xem là cái hình ảnh thực tế của chiếc camera này và các review và trải nghiệm thực tế ở bên trong chiếc camera S41 FFP, xem có những cái chức năng gì quý các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy đi cắm điện cho chiếc camera. Và đây, và chúng ta hãy đây, chúng ta cắm điện này. Đây. Và quý vị các bạn hãy đợi chiếc camera khởi động xong, chúng ta hãy bắt đầu đi cài đặt quý nhé. Đây, chiếc camera đang khởi động. Quý vị các bạn hãy đợi cái đèn đỏ nhé. Nó nháy hết, chuyển sang màu xanh dương, nháy nhanh liên tục thì các bạn hãy bắt đầu đi cài đặt chiếc camera S41 FFP của nhé. Chiếc camera này thì nó là chức năng 4M, quay quét và đàm thoại 2 chiều, và chức năng có màu ban đêm và chế độ là bám đuổi theo khi có chuyển động. Và chiếc camera đang khởi động quý nhé. Nay mình sẽ hướng dẫn quý các bạn cài đặt luôn, và tí nữa sau chúng ta cùng đi trải nghiệm bên trong. Và bây giờ mình đi cài đặt trước cho quý vị các bạn xem là chúng ta mua về chúng ta cài đặt như thế nào. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn, bây giờ là cái bước cài đặt của chiếc camera, cài đặt phần mềm ở trên điện thoại iPhone quý nhé. Và quý vị các bạn hãy vào phần Apple Store, các bạn tìm phần mềm là iMoLine. Trên iPhone, iPad các bạn đều tìm phần vào mục là Apple Store của nhé, và các bạn bấm tìm iMoLine và các bạn bấm tải về. Và quý vị các bạn hãy đợi phần mềm tải về xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp quý các bạn. Đây, mình để điện thoại ra đây cho quý vị các bạn nhìn được rõ hơn. Đây, phần mềm đang tải được. Với chiếc camera này thì các bạn lưu ý giúp mình là chiếc camera này có thể lắp trong nhà ngoài trời đều được quý nhé. Tại vì kích thước nó không lớn mà lại cái chức năng nó lại thông minh. Và các bạn cần tư vấn hay là cần mua sản phẩm hay trải nghiệm thực tế về cái chiếc camera này thì các bạn có thể qua 131 Lê Thanh Nghị, hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ tư vấn cho quý các bạn. Và đây mình đang đợi. Và phần mềm iMoLine ở trên điện thoại đã tải xong quý nhé. Và các bạn bấm vào chữ mở này. Khi cài chiếc camera iMoLine S41 này thì các bạn bấm này. Bấm đã tải xong rồi nhé. Đây là bước tải và cài đặt. Chúng ta bấm cho phép này. Các bạn bấm cho phép này. Và các bạn bấm cho phép này. Và các bạn bấm cho phép khi dùng ứng dụng. Bấm như đây. Và quý vị các bạn hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản để chúng ta quản lý chiếc camera, và nó sẽ bảo mật cho chiếc camera tốt hơn, chiếc camera của S41 của chúng ta. Và chúng ta hãy bấm đăng ký. Và các bạn chọn khu vực, bấm Việt Nam. Các bạn bấm chữ V luôn, bấm Việt Nam. Bách ra này. Và các bạn bấm chữ đây, chọn khu vực đăng nhập, đăng ký. Chọn khu vực các bạn tích vào đây. Các bạn lưu ý là các bạn bấm chọn một cái thì sau mới tích được nhé. Bấm chọn một cái, chọn đến Việt Nam, sau các bạn bấm mũi tên này thì chúng ta mới đăng ký được. Và chúng ta hãy đánh cái số điện thoại quý các bạn muốn đăng ký vào đây. Ví dụ số điện thoại của mình, đợi xem đăng ký số nào.
đăng ký số này luôn đi. Số này là và quý vị các bạn đánh cái số điện thoại các bạn muốn đăng ký vào đây, và lưu ý các bạn hãy bỏ số 0 đầu tiên quý vị các bạn nhé. Ví dụ như là 9 này 0699923. Vì các bạn đặt mật khẩu thì có từ 8 đến 32 ký tự, có ký tự viết thường và viết hoa. Ví dụ mình đặt là chữ A B C D 1 2 3 4. Dưới cũng thế, các bạn đánh mật khẩu lại một lần nữa. A B C D 1 2 3 4 này. Các bạn bấm chữ xong và các bạn tích vào chữ là tôi đồng ý, bấm mũi tên sang. Và quý các bạn hãy đợi server của hãng gửi một cái mã xác thực về cho quý các bạn. Đây, đó là 017 017 017. Đây, bạn vào tin nhắn 017250 250. Và các bạn bấm mũi tên tiến lên. Đấy, mũi tên sang phải đấy. Các bạn bấm đây thì nó sẽ thông báo là các bạn đăng ký theo Nhật Bản, và các bạn bấm chữ đăng ký. Và quá trình đăng ký của tài khoản bằng số điện thoại của iMau trên điện thoại iPhone, iPad hay Android thì đã xong rồi nhé. Và đây mình đang hướng dẫn trên iPhone, iPad. Các bạn bấm tích đây, các bạn bấm OK. Các bạn có lựa chọn có thể là đặt tên như cái này là nhóm cửa hàng hay là nhà, các bạn bấm OK. Các bạn bấm sau đó, bấm OK tiếp. Và quá trình bây giờ chúng ta bây giờ sẽ đi quét mã vạch của chiếc camera S41. Và bây giờ là bước này là bước là gắn chiếc camera vào tài khoản iMau bằng số điện thoại để chúng ta quản lý trên điện thoại iPhone quý nhé. Và chúng ta bấm số cộng trên cùng bên tay phải và chúng ta bấm vào chữ quét mã vạch. Và chúng ta bấm đừng hỏi đã hiểu. Đấy, các bạn bấm chữ OK. Quý vị các bạn nhìn thấy không? Đây mình sẽ nói luôn, ở quyển sách này nó là cũng có cái phần là phần tem sản phẩm luôn. Hoặc chúng ta quét mã vạch ở đây, hay là chúng ta quét mã vạch ở chiếc trên thân chiếc camera. Đấy, có cái mã vạch vuông vuông này quý nhé. Và khi quét xong thì nó sẽ thể hiện đây là chiếc camera S41 FFP. Đấy, các bạn bấm chữ tiếp theo và chúng ta bấm chữ tiếp theo và chúng ta bấm chữ kết nối. Quý các bạn hãy đợi chiếc camera kết nối vào kết nối với cái wifi mà các bạn muốn đăng ký muốn kết nối. Thì đây là thể hiện cái wifi mà các bạn muốn kết nối. Lưu ý là các wifi là băng tần 2.4G quý các bạn nhé. Và các bạn hãy đánh mật khẩu và chọn đúng wifi và đánh mật khẩu đúng. Lưu ý là băng tần wifi 2.4G mới kết nối được các bạn nhé. Thì các bạn chọn kho, các bạn đánh mật khẩu wifi của nhà mình mà muốn chiếc camera kết nối. Dũng Huy. Đây các bạn bấm lưu, bấm tiếp theo. Và quý vị các bạn hãy đợi 120 giây để chiếc camera này gắn vào tài khoản thì chúng ta sẽ xem được chiếc camera luôn quý nhé. Đây, còn 94 giây nữa. Lưu ý là quý các bạn
Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chiếc camera đã báo là các bạn có thể là để tên như này, mặc định của hãng cung cấp. Hai là các bạn có thể đánh tên gợi ý. Ba là chúng ta có thể đặt tên theo mong muốn của mình. Và lưu ý tiếp theo là các bạn chọn khu vực giúp mình là Hà Nội, Bangkok. Đấy, các bạn bấm OK. Và các bạn bấm xong là quá trình chiếc camera này đã được gắn vào tài khoản. Và các bạn bấm sau. Và chiếc camera này đã được gắn vào tài khoản MRI ở trên điện thoại iPhone của quý các bạn. Và các bạn quản lý trên trực tiếp trên con iPhone, cái điện thoại iPhone này. Và bây giờ mình sẽ bấm trực tiếp của chiếc camera. Các bạn muốn xem camera này, các bạn bấm trực tiếp vào chiếc camera đó. Trực tiếp này. Đây, chiếc camera đang bị ngược hình đúng không? Đây là chiếc camera ngoài trời, có thể lắp ở trên tường hay trên trần đều được quý các bạn nhé. Và chiếc camera này có chức năng lật hình của chiếc camera. Đây, mình sẽ lật hình ngược lại cho quý các bạn xem cho dễ này. Các bạn bấm vào đây, cái phần mình nói lại này. Các bạn đang xem trực tiếp và các bạn muốn vào cài đặt chiếc camera S41 FFP thì các bạn bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải và các bạn kéo xuống dưới cùng để chúng ta vào phần lật hình của chiếc camera. Chúng ta bách ra và chiếc camera đã được theo đúng hình mình muốn. Đấy, các bạn nhé. Thì bước tiếp theo là bây giờ chúng ta muốn điều khiển quay quét của chiếc camera S41 FFP. Các bạn bấm đây và các bạn cúi nó xuống. Và chiếc camera này hiện tại đến đây là nó đang kịch quý nhé. Nên quý các bạn là lưu ý giúp mình là đây là mình đang test ở khu vực. Đấy, được chưa? Mình để xuống dưới này. Và chúng ta quay nghiêng điện thoại ra cho quý các bạn xem. Nếu các bạn muốn phóng to chiếc điện thoại đó thì các bạn chỉ cần quay ngang. Đây là cái hình ảnh thực tế 4M. Và các bạn có thể lựa chọn cái độ phân giải của chiếc camera. Đấy. Và các bạn quay ngang là nó sẽ thu nhỏ về chiếc camera hình nhỏ cho quý các bạn. Và các bạn nếu các bạn muốn nghe thì các bạn bật vào cái biểu tượng loa đây thì nó sẽ nghe được âm thanh của chiếc camera. Đây, thấy chưa các bạn? Alo. Đây. Nghe là mình sẽ nghe được trên điện thoại nhé. Đấy. Còn đây là chức năng, đây là cái nút để chúng ta có thể là quay quay cái video trực tiếp khi các bạn muốn lưu lại. Ví dụ quay đây này, cái thời điểm hiện tại này. Đấy, thì nó sẽ quay luôn vào cái album, vào phần mềm của điện thoại của quý các bạn. Và đây là chức năng mic của chiếc camera S41 và đây là chức năng chụp ảnh. Và đây là cái việc nút biểu tượng là chọn khung hình để chúng ta lựa chọn 2M hay 4M hay là tiêu chuẩn. Đây các bạn nhé, đấy 480 hay là Full HD. Và còn chức năng này là chức năng cái phần là phần mục thẻ, mục thông báo khi chúng ta bật. Đây cái thẻ. Đấy, các bạn có thẻ thì các bạn vào đây. Và lưu ý giúp mình là khi chúng ta vào cài đặt của chiếc camera S41 FFP thì bây giờ chúng ta thử bật những cái chức năng. Ví dụ chức năng là bây giờ chúng ta vào cài đặt nhé. Có hai cách để chúng ta vào cài đặt của chiếc camera S41. Thứ nhất là bấm vào hai chấm đấy và bấm vào chi tiết thiết bị. Thì ở trong cái phần này nó là cái phần cài đặt của chiếc camera. Cách thứ hai vào cài đặt của chiếc camera, các bạn bấm trực tiếp chiếc camera đó. Đó, đúng không? Các bạn bấm lục giác trên cùng bên tay phải và các bạn cũng vào được phần cài đặt của chiếc camera. Đây có cái mục thông báo, bây giờ mình sẽ bật test thử với các bạn nhé. Phần thông báo này, đây tin nhắn, đây các bạn bật rồi đúng không? Bây giờ phần phát hiện. Trong phần phát hiện này thì nó sẽ có phần phát hiện chuyển động và phát hiện con người và phần theo dõi thông minh. Thì bây giờ mình thử phần theo dõi thông minh của chiếc camera nhé. Nó sẽ bám đuổi theo quý các bạn. Và chiếc camera đang ở đây. Mình đi ra
Đấy, trên con này là bán được theo. Đấy là cái thử test cái chức năng bán được của chiếc camera. Và mình đi đến đâu thì chiếc camera nó sẽ bám theo đẩy được các bạn đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt chức năng bám đuổi đó. Và bây giờ chúng ta tắt chức năng bám đuổi đó, thì chúng ta tắt đây. Và chúng ta back ra. Và chúng ta bây giờ phần âm thanh cảnh báo. Phần âm thanh cảnh báo này thì mình sẽ đặt cái phần báo động khu vực cho quý vị các bạn xem. Khi chúng ta vẽ vùng khu vực đấy thì khi có người xâm phạm vào khu vực đó thì chiếc camera nó sẽ báo động cho quý các bạn phát hiện này. Các bạn vẽ vùng, các bạn bấm OK, các bạn xóa hết này, xóa hết nha. Đây, các bạn vẽ vùng khi cái ghế này, ví dụ ở cái khu vực này có người vào thì nó cứ kêu lên. Thì chúng ta trước tiên chúng ta phải bật cái phần chúng ta back ra nhé, chúng ta vào phần âm thanh cảnh báo và chúng ta bật cái phần liên kết lên. khi chúng ta, đây là chiếc camera đúng chưa, mình phóng to để cho các bạn xem. Và bây giờ mình văng vào chỗ chiếc cái ghế đó chúng ta ngồi. Sẽ vẫn kêu. Và bây giờ chúng ta tắt đi. Tắt chức năng cảnh báo âm thanh đó. Và chúng ta tắt bật lại đây. Rồi, nó đã tắt cái phần âm thanh cảnh báo. Tiếp theo bây giờ mình test lại. Nếu chúng ta đi vào những cái khu vực không phải cái ghế đấy thì nó sẽ không báo quý nhá. Đây, mình cũng vẫn vẽ cái khu vực vẽ ghế đấy rồi. Đấy, bây giờ mình back ra này, chúng ta bật lại cái chức năng âm thanh cảnh báo đó. Mình di chuyển không phải qua chỗ ghế nữa, chỉ là sát cạnh chỗ ghế nhưng mà không kêu nhé. Đấy. Đấy, mình test qua cái chức năng báo động của chiếc camera. Thông minh giúp quý các bạn tránh đột nhập những cái khu vực các bạn cần an toàn nhất quý vị nhé. Và bây giờ mình sẽ test tiếp cái chức năng là chúng ta hãy bật cái đèn trợ sáng khi có màu ban đêm. Là chúng ta sẽ vào phần đèn dọi. Cái phần đèn dọi này thì là kích hoạt đèn dọi khi phát hiện. Là khi có người thì sẽ chiếc camera này nó sẽ bật đèn trợ sáng lên. Mình sẽ tắt điện cho quý các bạn xem. Đây, với đây vẫn có màu cũng nhé. Bây giờ mình tắt điện này, sau chiếc camera nó sẽ đây cái đèn này. Đấy, các bạn lại thấy chưa, báo động bằng đèn đấy.
Và nếu chúng ta chưa tắt thì nó trong vòng bao nhiêu phút thì nó mới tắt đi. Bây giờ chúng ta phải tắt tổ đi. Đấy, nó sẽ tự tắt quý nhé. Cái cảnh báo này trong vòng bao nhiêu giây đấy? Đèn dọi này, bây giờ đây là mình đã review thực tế của cái phần cài đặt và trải nghiệm thực tế của chiếc camera S41 FFP, có những cái chức năng gì và tại sao nó lại hot như vậy. Thì đấy, mình đã review quý các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo. Và quý vị các bạn theo dõi video thấy hay bổ ích thì các bạn bấm like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh. Và ngoài ra các bạn cần tư vấn về sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của mình để bên dưới, hoặc là các bạn hãy bình luận ngay, để lại lời nhắn ở phần bình luận video quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo.